Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường tại một căn nhà ở xã Tân Xuân. Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 17 tháng 4, người dân tại một con hẻm trên đường Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nghe tiếng người ồn ào tại một căn nhà. Khi đến nơi, người dân phát hiện ông L, D, Q, hơn 50 tuổi, nằm bất động ở tầng trệt căn nhà, xung quanh đồ đạc xáo trộn. Kiểm tra sau đó, lực lượng chức năng xác định ông Q đã tử vong. Công an xã Tân Xuân phối hợp với công an huyện Hóc Môn khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Thi thể ông Q được đưa về nhà xác để phục vụ cho công tác điều tra. Một nguồn tin cho biết người con trai ruột khoảng 20 tuổi của ông Q nghi có liên quan đến cái chết của cha. Hiện công an đã đưa con trai ông Q về trụ sở để lấy lời khai.